của mẹ dành cho con, một thứ tình cảm hết sức kỳ lạ, bởi nó lúc nào cũng đong đầy và chứa chan. Cho dẫu con thế nào đi nữa, thì mẹ vẫn là nơi yêu thương, bình yên nhất, mà không bao giờ mẹ đòi hỏi ở con sự đền đáp. Nếu nói về mẹ thì Vy có thể dùng hai từ là hy sinh. Tuyệt vời. Hashtag. Yêu mến. Tình hiệu. Đặc biệt dành cho ngày hiền mẫu Mother's Day sẽ được phát hình trên Vietshow TV vào lúc 9 giờ tối ngày thứ Bảy, 10 tháng 5 và sẽ được phát lại vào lúc 9 giờ sáng, 8 giờ tối và 10 giờ tối ngày hôm sau. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem.